Xin kính chào quý vị khán giả, đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Tư lệnh quân đội Bangladesh lên nắm tạm quyền chính phủ mới. Ngay sau khi thủ tướng Sheikh Hasina rời khỏi Bangladesh, quân đội Bangladesh tuyên bố tiếp quản chính quyền và thành lập chính phủ lâm thời. Trong bài phát biểu trên truyền hình chiều 5 tháng 8, tổng tư lệnh quân đội Bangladesh Đại tướng Waker U.S. Zaman xác nhận Thủ tướng Seiker Hasina đã rời khỏi đất nước, một chính phủ lâm thời sẽ được quân đội thành lập tại nước này. Tướng Waker U.S. Zaman cũng kêu gọi người dân giữ vững niềm tin vào quân đội. Đất nước đang khủng hoảng. Tôi đã gặp các nhà lãnh đạo phe đối lập và chúng tôi đã quyết định thành lập một chính phủ lâm thời để điều hành đất nước này. Tôi chịu mọi trách nhiệm và hứa sẽ bảo vệ tính mạng và tài sản của các bạn. Các yêu cầu của các bạn sẽ được đáp ứng. Xin hãy ủng hộ chúng tôi và chấm dứt bạo lực. Tướng Wecker US Zaman nhấn mạnh, Tướng Wecker, US Zaman nhấn mạnh sẽ tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng trong tối 5 tháng 8. Ông cũng cho rằng không cần áp đặt giới nghiêm hay ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong một tuyên bố chính thức ngày mùng 3 tháng 8, Tướng Wecker tuyên bố quân đội Bangladesh luôn sát cánh cùng nhân dân. Trước đó, Prothom Alo dẫn nguồn tin cho biết Thủ tướng Hasina và em gái Rihanna đã rời đi bằng trực thăng quân sự và đang trên đường đến Tây Bengal. Ngay sau khi có tin bà Hasina ra nước ngoài, Người biểu tình xông vào dinh thủ tướng Bangladesh ở Dhaka, hãng thông tấn AFP đưa tin. Kênh 24 của Bangladesh phát sóng hình ảnh đám đông chạy vào dinh thự, vẫy tay và ăn mừng trước máy quay. Ít nhất 91 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ ở Bangladesh, khi cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán hàng chục nghìn người biểu tình kêu gọi thủ tướng Sheikh Hasina từ chức. Đây là ngày có số người chết cao nhất trong các cuộc biểu tình từ trước đến nay ở Bangladesh vượt qua con số 67 người chết được báo cáo vào ngày 19 tháng 7 khi sinh viên xuống đường yêu cầu bãi bỏ hạn ngạch tuyển dụng vào các vị trí trong chính phủ. Chính phủ Bangladesh tuyên bố lệnh giới nghiêm toàn quốc vô thời hạn bắt đầu từ 18 giờ ngày 4 tháng 8, giờ địa phương. Đây cũng là lần đầu tiên chính phủ thực hiện động thái như vậy để đối phó với các cuộc biểu tình vừa qua. Chính phủ cũng tuyên bố một kỳ nghỉ chung kéo dài 3 ngày bắt đầu từ 5 tháng 8. Tình trạng bất ổn hiện tại là thử thách lớn nhất đối với Thủ tướng Hasina trong 20 năm cầm quyền sau khi bà giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trong cuộc bầu cử bị Đảng dân tộc Bangladesh đối lập tẩy chay. Những người chỉ trích Thủ tướng Hasina cáo buộc chính phủ của bà sử dụng vũ lực quá mức đối với người biểu tình, bà và các bộ trưởng của bà đã phủ nhận cáo buộc trên. Máy bay chở Thủ tướng Bangladesh hạ cánh tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Hãng tin Ấn Độ ANI dẫn các nguồn tin an ninh nước này cho biết một chiếc máy bay vận tải quân sự của Không quân Bangladesh, nhiều khả năng chở theo thủ tướng nước này Sheikh Hasina, đã tiến vào không phận Ấn Độ. Chiếc máy bay vận tải C130 mang mã hiệu Ajax1431 bắt đầu được các cơ quan an ninh Ấn Độ theo dõi khi nó bay gần tới biên giới Ấn Độ. Các nguồn tin cho biết, máy bay đang hướng về phía thủ đô New Delhi và có thể hạ cánh trong khoảng 5 giờ giờ địa phương, tức khoảng 6 giờ 30 phút chiều theo giờ Việt Nam. Thủ tướng vừa từ chức của Bangladesh Sheikh Hasina cùng em gái và các thành viên trong đoàn tùy tùng được cho là đang có mặt trên máy bay. Bà Sheikh Hasina lên máy bay rời khỏi thủ đô Dhaka trong chiều ngày 5 tháng 8 giữa lúc bạo lực bùng phát và lan rộng tại quốc gia Nam Á. Các nguồn tin khác cho biết, nhiều khả năng bà Sheikh Hasina sẽ lên một chiếc máy bay dân dụng tại New Delhi để tới điểm đến cuối cùng là thủ đô London, Anh. Chiếc máy bay của không quân Bangladesh đã bay qua thành phố Patna, thủ phủ bang Bihar, Miền đông Ấn Độ và được định vị gần ranh giới giữa bang Uttar Pradesh và Bihar. Các quan chức an ninh cấp cao Ấn Độ đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ và bám sát hành trình của chiếc máy bay này. Trong khi đó, những người biểu tình tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đã tổ chức ăn mừng trên đường phố sau khi biết tin thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi đất nước. Người biểu tình trước đó đã phóng hỏa đốt cháy bảo tàng Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, khu tưởng niệm tổng thống đầu tiên của Bangladesh người biểu tình cũng đã tràn vào dinh thự thủ tướng ở thủ đô Dhaka, đốt cháy trụ sở của của đảng liên đoàn Awami cầm quyền trong chiều 5 tháng 8. 15 năm trên đỉnh quyền lực của nữ thủ tướng Bangladesh. Bà Hasina nổi tiếng vì góp phần chấm dứt chế độ quân chủ và hồi sinh nền kinh tế Bangladesh, nắm quyền 15 năm liên tục trước khi phải từ chức vì biểu tình. Làn sóng biểu tình bắt đầu bùng phát tại Bangladesh từ tháng 7, khi sinh viên nước này xuống đường tuần hành để phản đối chính sách phân bổ hạn ngạch viên chức. Theo chính sách này, Bangladesh dành hơn một nửa chỉ tiêu tuyển dụng viên chức hàng năm cho các nhóm đặc quyền như con của cựu binh trong cuộc chiến giải phóng dân tộc khỏi Pakistan năm 1971. Các cuộc biểu tình nhanh chóng leo thang thành bạo loạn cùng lời kêu gọi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức. Bà Hasina vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm hồi tháng 1 trong cuộc bỏ phiếu bị phe đối lập tẩy chay với cáo buộc nó không diễn ra tự do và công bằng. Theo thống kê của AFP, ít nhất 300 người đã thiệt mạng sau một tháng phong trào biểu tình bạo lực bùng phát hôm 4 tháng 8 trở thành ngày đẫm máu nhất từ khi biểu tình bùng phát, với ít nhất 94 người thiệt mạng, trong đó có 14 cảnh sát, khi lực lượng an ninh đụng độ bạo lực với sinh viên, thanh niên. Một ngày sau, bà Hasina tuyên bố từ chức và lên trực thăng rời khỏi đất nước, không lâu sau khi người biểu tình tràn vào phủ thủ tướng ở thủ đô Dhaka. Điều này đặt dấu chấm hết cho hành trình quyền lực kéo dài 15 năm của chính trị gia được mệnh danh là người đàn bà thép này. Bà Hasina, 71 tuổi, là con gái của cựu thủ tướng Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, người dẫn dắt quốc gia này giành độc lập vào năm 1971. Khi ông Rahman, vợ và ba con trai bị các sĩ quan nổi loạn sát hại trong cuộc đảo chính tại Bangladesh hồi năm 1975, bà Hasina mới 27 tuổi và đang ở nước ngoài. Bà quay trở lại quê nhà sau đó 6 năm để nắm quyền lãnh đạo đảng Liên đoàn Awami của cha, bắt đầu cuộc đấu tranh chính trị kéo dài một thập kỷ, trong đó chính trị gia này đã vài lần bị quản thúc tại gia trong thời gian dài. Năm 1990, bà Hasina hợp tác với Đảng Dân tộc Bangladesh, BNP của chính trị gia Khaleda Zia để tham gia lật đổ nhà độc tài quân sự Muhammad Ershad, qua đó chấm dứt chế độ quân chủ ở Bangladesh. Tuy nhiên, liên minh của họ nhanh chóng đổ vỡ và nền chính trị Bangladesh sau đó trở thành màn đối đầu giữa bà Hasina và bà Zia. Bà Hasina đã đi trước một bước khi trở thành thủ tướng Bangladesh vào năm 1996, nhưng để mất chức vụ này vào tay đối thủ sau đó 5 năm. Năm 2007, hai nữ chính trị gia này bị bỏ tù với cáo buộc tham nhũng sau cuộc đảo chính của chính quyền được quân đội Bangladesh hậu thuẫn. Các cáo buộc sau đó được hủy và họ một lần nữa đối đầu với nhau ở cuộc bầu cử năm 2008, trong đó bà Hasina chiến thắng áp đảo. Bà từ đó giữ chức vụ Thủ tướng Bangladesh liên tục cho đến ngày 5 tháng 8. Trong thời kỳ cầm quyền, bà Hasina được những người ủng hộ ca ngợi vì đã dẫn dắt Bangladesh trải qua giai đoạn tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Trong đó động lực chính là ngành công nghiệp xuất khẩu sản phẩm dệt may với lực lượng lao động chủ yếu là nữ giới. Bangladesh là một trong các quốc gia nghèo nhất thế giới khi giành độc lập vào năm 1971, từng bị cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cho là trường hợp không thể cứu vãn được về mặt kinh tế. Dù vậy, dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Hasina, Bangladesh từ năm 2009 đã đạt mức tăng trưởng trung bình hơn 6% một năm. Tình trạng đói nghèo ở nước này cũng giảm mạnh và hơn 95% trong tổng số 170 triệu dân nước này hiện có điện sinh hoạt. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của Bangladesh vượt Ấn Độ, đạt mức 2.457,92 đô la Mỹ, theo World Bank. Ngoài kinh tế, bà Hasina cũng được ca ngợi vì đã mạnh tay chấn áp các nhóm phiến quân Hồi giáo. Sau sự kiện năm phần tử cực đoan người Bangladesh xông vào một quán cà phê được nhiều người phương Tây yêu thích ở Dhaka và sát hại 22 người hồi năm 2016. Tuy nhiên, chính sách điều hành cứng rắn với phe đối lập của bà Hasina cũng gây ra làn sóng bất bình ở trong nước, cũng như khiến Mỹ và một số quốc gia khác bày tỏ lo ngại. Trong một thập kỷ qua, tổng cộng 5 lãnh đạo hồi giáo hàng đầu và một quan chức cấp cao của phe đối lập ở Bangladesh đã bị hành quyết với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người trong cuộc chiến giành độc lập hồi năm 1971. Các phiên tòa xét xử những người này đã làm bùng phát các cuộc biểu tình quy mô lớn và đụng độ gây chết người. Những người phản đối chính phủ của bà Hasina gọi những phiên tòa đó là trò hề, không có mục đích gì khác ngoài nhằm bịt miệng phe đối lập. Bà Zia, 78 tuổi, người từng là đối thủ chính trị chính của bà Hasina, bị kết án 17 năm tù hồi năm 2018 với tội danh tham nhũng và phải nằm viện từ đó tới nay do sức khỏe giảm sút. Các lãnh đạo cấp cao khác của BNP cũng đang phải ngồi tù. Mỹ năm 2021 áp đặt các biện pháp trừng phạt với một nhánh tinh nhuệ của lực lượng an ninh Bangladesh và bảy sĩ quan hàng đầu của lực lượng này với các cáo buộc vi phạm nhân quyền. Tình hình kinh tế của Bangladesh cũng xấu đi gần đây, khi ước tính có tới 18 triệu thanh niên nước này không có việc làm trong năm ngoái. Dù bà Hasina đã cam kết sẽ đưa Bangladesh trở thành quốc gia thịnh vượng và phát triển. Tranh cãi liên quan vấn đề hạn ngạch viên chức được cho là giọt nước tràn ly khiến bà Hasina đánh mất quyền lực sau 15 năm lãnh đạo đất nước. Tháng trước, trong chuyến thị sát các khu vực bị thiệt hại do các cuộc biểu tình gây ra ở Dhaka, Bà Hasina khẳng định bản thân đã cống hiến rất nhiều cho Bangladesh trong suốt những năm cầm quyền. Tôi đã xây dựng đất nước này trong 15 năm qua. Có gì mà tôi còn chưa làm cho nhân dân?" bà hỏi các phóng viên. Nhưng khi hối hả lên trực thăng rời đất nước để tới Ấn Độ sống lưu vong, bà thậm chí không kịp ghi âm thông điệp gửi tới người dân. Sau khi bà rời đi, quân đội Bangladesh tuyên bố tiếp quản đất nước và sẽ thành lập chính phủ lâm thời.